Xin chào tất cả các em cần thủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tục định đang một clip gồm 26 ngàn câu nha em. Thì 26 cây này 26 ngàn câu chia em đi lua thì sẽ có máy ngang và máy đứng. Chất liệu và chất liệu carbon, hàng kiện Nhật. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không dám clip mình lên á thì sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cây thứ nhất em lên người một cây Shimano. Đó, Shimano Bass của anh HG. Fanfuji Bass là Bass hãng Shimano. Ngoại hình nhìn còn rất là ok anh em. Chất liệu là carbon. Hàng này hàng của Korea sản xuất nha mọi người. Hàng của Hàn Quốc sản xuất. Fanfuji đầy đủ, ngoại hình còn khá là sáng nha mọi người. Thì cây này dài là 1m68, nặng là 95g, đọt 0.7, tải mồi từ 5 đến 18g. Cây này tính cứng tương đương với ML nha anh em, cứng tương đương với ML. Tải dây từ 6 đến 14 lb. Rồi, cây số 1 giá công khai là 650k anh em. 650k cây số 1. Shimano Bass One, cây máy ngang. Anh em về lua lóc hôm nay tập lua đánh cây này ok, lua mồi giả. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người là một cây Defy. Thì cây này quặng cứng ML anh em, quặng cứng ML, dài là 1m68. Fan bass Fuji đầy đủ nha mọi người. Đó. Fan bass Fuji nha anh em. Đó. Chất liệu cũng là chất liệu carbon, cán là cán gỗ, bass là bass Fuji, fan là fan Fuji. Còn khá là ok anh. Ngoại hình còn rất là ok anh em. Đó. Thì cái này anh em què đánh lóc chẻm thoải mái nha, lô mờ. Lô nháy hơi, màu giả. Đó. Đánh nháy thật cũng được. Thì cái này nặng là 120g. Dài là 1m68, đọt là 2 ly 2. Giá công khai cây số 2 giá là 400 anh em. Giá 400. Tải mồi mát là 15g, 16g nha anh em. Tải mồi mát là 16g. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 bên cho mọi người là một cây Thorder Shock. Thì cái này hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha anh em. Đó. Nha anh em, tem sức đầy đủ nha. Đó, rear. Đó. Thì cái này quẳng sủ, fan là fan Fuji, bass là bass Fuji, fan là fan Fuji lỗi xám nè. Đóng chữ rõ ràng nha mọi người. Hàng này thì em lấy từ Nhật về nhé, hàng kiện Nhật. Đó. Fan ok hết nha anh em. Đó. Vẫn là một cái cần máy ngang nha mọi người, cần máy ngang. Đó. Dài 1m74, độ cứng M, dài 1m74 độ cứng M. Độ cứng này chuẩn cho anh em đánh lóc, đánh mồi thật á. Đó, đánh giá thật nha mọi người. Đó. Bát là bát bát hãng nha mọi người, bát hãng, cán là cán bằng. Em vặn cái bát lên, quay lên cho nè. Đó, đây, nó nằm thế này. Đó. Hàng ok nha nè, hàng không lỗi lầm gì hết, fan ok hết. Đó. Ngoại hình còn rất là sáng luôn nha mọi người, ngoại hình còn rất là sáng luôn. Đó. Thì cái này nặng là 113g, dài 1m74, đọt 2 ly, tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. Rồi, giá công khai cây số 3, giá công khai là 600k cộng ship nè, 600k cộng ship cây số 3. Đây, tải mát dây là dây số 8 đến 16 lb nha nè, hàng Korea. Tính lóc thoải mái nha nè, tính lóc thật. Rồi, đánh giá thật thoải mái nha, cái này cứng cỡ M. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây hàng của Daiwa. Bass cực kỳ đẹp luôn. Bass Daiwa, chất liệu vẫn là chất lượng carbon, cây máy ngang. Ngoại hình thì có xước sát li ti mọi người, xước sát li ti không tránh được. Tem xước đầy đủ như nè, hàng Daiwa. Thì cây này độ cứng ML, dài 1m8. Hàng của, để em xem. Hàng này hàng của Taiwan xuất Nhật nè, hàng của Taiwan xuất Nhật. Độ cứng ML. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 14 lb, chất liệu là chất liệu carbon, sắn chìm. Em nè, sắn tít bát cực kỳ đẹp nhá, bát rất là ok. Xuất sắc li ti nha anh em. Hàng này về anh em đánh lóc thoải mái, đánh lóc, đánh chẻm. Đu măng. Thì cái này nặng là 125g, dài 1m8, đọt 1 ly 8. Rồi, giá công khai cây số 4 giá là 600 luôn nha mọi người, 600 cộng ship cây số 4. Carbon sẵn nè mọi người, nó bát tầm bạc, bát hãng phèn phèn Fuji. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây cần máy ngang. Hàng bát Shorter. Phèn là phèn Fuji luôn mọi người, phèn là phèn Fuji. Đó. Đây, để chữ Fuji cho anh em.
Thì dạng cần lô này lên là giá rất là ok luôn, giá dạng giá sinh viên cho anh em luôn. Đó, Bass the Bass Pussy Japan. Đó, cán là cán mút còn rất là sáng anh em, cần còn rất là sáng luôn. Đó. Rồi, cây số 5. Thì cây số 5 điểm xem. Cây số 5 dài 1,8 m, tải mồi từ 7 đến 10.5 g. Nặng là 100 g. Đọt là 1 đi 9. Giá công khai cây số 5 giá là 550k anh em, 550k cây số 5. Thì cây này độ cứng tương đương với ML nha mọi người. Cứng tương đương với ML, anh em luôn màu giả thoải mái nha. Đó, test độ cứng cho anh em luôn nè. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho người một cây hàng của hàng View, hàng của China xuất nhập như này. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Fan là fan Fuji, bass là bass Fuji, cán cán ba khúc được cao. Bắt hãng anh em, bắt hãng Will, em xin lỗi. Đó, fan là fan Fuji anh em, fan Fuji loại xám hết nè. Ngoại hình còn tương đối sáng anh em, tương đối sáng, không xước xát gì nhiều hết. Đó. Thì cây này nặng là 105 gram, dài 1,8 m, đọt 1 ly 9, giá công khai là 500 nha anh em, 500 cộng ship cây số 6. Độ cứng ML, tải mồi mát là 15 gram anh em, 15 gram tải mồi mát. Luôn nhá giả mà thiệt là ok nha mọi người, máy ngang. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người một cây cần của Daiwa, hàng Chipo. Thì cây Daiwa Chipo này dạng cần đánh bạo lực cho anh em. Gặp bốn sóng đây, nó bát là bát Fuji, fan bát là bát thẳng, fan là fan Fuji nè, bát thẳng fan Fuji. Bát là bát thẳng, fan là fan Fuji, mà bát thẳng là Daiwa mọi người. Đó. Cán là cán bằng. Thì cái này độ cứng M dài 1,8 m, độ cứng M này anh em đánh nha, thật là khỏi lo. Đó. Bao đánh luôn anh em, mà có đầy đủ cây này của Thái Lan xuất nhập nha mọi người, hàng Thái Lan sản xuất thì bao chắc rồi. Carbon sẵn nha anh em, carbon sẵn máy ngang. Thì cây này dài 1,8 m, nặng 125 gram, đọt 1 ly 7, tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 19 17 lb. Rồi, cây này số 7 giá 900 nha anh em. Cây số 7 giá 900. Bao đánh luôn nha mọi người. Đó, cứng M. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây hàng khá là ok. Cây là cây Abu. Đó. Abu Hotin. Đó mọi người, đó. Thì cái này dài là 1,98 m nha anh em, dài 1,98 m, fan là fan Fuji. Fan Fuji. Còn khá đẹp nha anh em, fan Fuji. Thì dạng này về đánh lốc thoải mái rồi, dạng Abu này về đánh lốc thoải mái. Bass tập bass Fuji, bass của Abu nó có miếng kẹp ở đây nè, giữ máy cực kỳ chắc luôn nha anh em. Bass Fuji tem vàng Spain. Dạng đánh lốc ok luôn, đánh lốc đánh màu thiệt là bao ok. Đó, cứng mà. Thì cái này nặng là 158 gram, dài là 1,98 m, đọt là 1 ly 6. Đọt là 1 ly 6, tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb. Rồi, cây số 8 giá 900 luôn nha mọi người. Đó, cây số 8 giá 900. Còn tương đối ok nha anh em. Đó, mà càng còn tương đối ok, không lỗi lầm gì hết. Abu, hàng khá thương hiệu. Tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho người là một cây cần của China xuất nhập. Đó. Cây này hàng của Rod nha anh em, hàng Rod. Thì một hàng khá là thương hiệu của China, hàng xuất nhập. Fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Đó. Thì cây này độ cứng MH, chuyên anh em bạo lực nha anh em, cực chuyên anh em bạo lực. Dài 1,98 m, tải mồi từ 10 đến 24 g, tải dây từ 12 đến 25 lb. Đó. Đây, chia nè, mã code đầy đủ nha anh em, nó chứ không phải là hàng cho nổi đâu. Keo chỉ ok, đó. Fan ok luôn nha anh em, fan ok luôn, fan là Fuji nha. Thì cái này anh em về đánh lốc, đánh bạo lực nha, dạng đánh lốc bạo lực, đó. Đồ cứng MH nữa mà. Thì cái này nặng là 136 gram, dài là 1,98 m, đọt là 2 ly 1. Rồi. Giá công khai cây số 9 giá là 700 nha anh em, 700 cây số 9, tại mọi cực kỳ rộng nha. Đó, cây số 9 giá 700, hàng máy ngang. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho người là một cây cần Olympic. Đó, cần Olympic hàng Korea xuất nhập. Thì cây này một cây hàng fan seat nha anh em, fan là fan seat luôn. Đó. Đây nè, fan cực kỳ ok anh em. Chip bóng nha.
Xít này anh em đánh dây cực kỳ xa với rất là tốt cho dây. Đó, fan kia đánh dây á, nó tăng độ ma sát, fan này ra đánh dây làm giảm độ ma sát anh em. Đó, bởi vậy fan xít nó sẽ mắc hơn một tí. Còn lên biết hàng Korea xuất Nhật dài 1m98. Đó, hàng carbon sẵn nha anh em, sẵn gân guốc luôn. Ngoại hình còn rất là ok anh em, còn rất là ok luôn. Cán là cán gỗ. Thì cái này nặng là 127g, dài 1m98, đọt 1.8, tay mồi từ 3.5g đến 21g. Giá công khai cây số 10, giá là 800 nha anh em, 800 cây số 10. Test đọt cho anh em luôn nè. Đọt cái này tính tương đương với ML nha anh em. Tương đương với ML, đánh nháy hơi thoải mái. Anh em có thể đánh nháy thiệt cũng được. Tiếp theo là cây số 11. Thì cây số 11 bên lên cho mọi người là một cây cần khá là thương hiệu của Mỹ, một cây cần Berkeley. Đây. Đó, Berkeley. Đó, anh em là đánh bông lao không thầy? Khoảng 10 năm về trước ạ. Thương hiệu này rất là nổi tiếng luôn. Đó. Chất liệu này là carbon anh em, chất liệu carbon. Fan là fan hãng đây, đó, fan hãng. Đó. Đó, so fan cho anh em. Bát là bát hãng đó nha anh em, bát hãng, fan hãng. Cán là cán bằng. Thì cây Berkeley này thì dài là 1m98, dài 1m98 độ cứng M nha anh em. Dài 1m98 độ cứng M, về đánh lóc thoải mái, phôi này cực kỳ ok nha. Đó, test luôn cho anh em. Đó, vũ cho anh em coi luôn. Thì cái này nặng là 134g, đọt là 1.9, dài 1m98. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 lb. Rồi, cây số 1 giá công khai là 600 nha anh em, 600 cây số 1 hàng Berkeley. Đó, ngoại hình còn khá là ok nha. Cây này mà quên anh em lên bộ fan xít một cái là đánh khỏi chê, nó hết bài luôn, hết nước chấm luôn. Rất là ok nha anh em. Rồi, tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây hàng máy ngang. Cây số 12 là một cây cần carbon. Đây, phôi sẵn gân guốc đây nè. Fan là fan Pussy, bass là bass Pussy. Thì cái này là một cây cần của bass, hàng này hàng của China rồi, hàng China xuất Nhật rồi. Do Kim. Đây, tem nó đây. Đó, thì cần sau thì nó quay thôi. Cây này còn rất là mới nha anh em, độ mới cái này gơ tầm khoảng 93% nha. Các bạn sẵn nha mọi người. Đó, anh em mới thấy. Bass là bass Fuji, fan là fan Fuji. Độ cứng cây này độ cứng M nha anh em. Độ cứng M, độ cứng chuẩn cho anh em đánh lóc, đánh nháy thật. Đó. Thì cây này nặng là 100g, dài là 1m8. Đọt là 1.6, tải mồi từ 5.25g đến 21g. Rồi, cây số 12 giá là 600 luôn nha anh em. Cây số 12 giá 600. Rồi, đó là 12 cái cần máy ngang. Phần bên đây em lên cần máy đứng cho anh em nha. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho người một cây cần Suzumi carbon sẵn, bass là bass hãng nè. Đó, fan là fan Fuji lỗi xám. Đây, đó. Carbon sẵn khỏi che nè, hết nước chấm luôn. Dạng cần này á, thì về anh em có thể câu lua, lua suối, lua phi, không thôi anh em có thể câu tôm, thanh cháp thoải mái nha. Thì cây này nặng là 70g, dài là 1m68, đọt 1.5, độ cứng cái này độ cứng L, đó, nên nó khá dịu nè. Đó, test độ cong cho anh em luôn. Anh em có thể đánh cá đỏng, cá lô đù cũng được, rất là ok nha. Rồi, cây 13 giá 550k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 em lên cho mọi người là một cây cần của Apamna, dạng này cắt của Korea rồi. Đó. Hàng Korea xuất Nhật cho anh em. Thương hiệu khá là lạ. Thì bát là cán gỗ, fan là fan Fuji nha anh em. Là phần hàng xuất Nhật mà phần Fuji hết. Đây, nó đây. Nó đóng chữ rõ ràng nha. Ngoại hình còn rất là ok luôn, đó, không có bong chóc gì, lỗi lầm gì lớn hết. Fan là ok, fan lỗi xám. Vậy anh em có thể câu tôm được, câu tôm dạng đánh cảm giác rất là ok nha anh em. Đó. Câu hành cháp, cá bổng, cá đùa đâu. Thì cái này nặng là 100g, dài là 1m7. Dài là 1m8, đọt là 1.7, tải mồi từ 7 đến 14g. Đó. Cái này tương đương với tầm khoảng L, ML nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 550k cộng ship nha.
Tiếp theo cây số 15. Cây 15 em lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đó, Shimano. Hàng bát quan nha anh em, hàng bát quan XT. Fan là fan Fuji. Đó, fan này đời 330 nha anh em, fan đời 330. Về anh em lua nháy hơi. Có một số anh em lấy dạng này về câu che dịch vụ. Đó, đánh che dịch vụ dạng đánh cảm giác hay câu chép. Rất là ok nha anh em. Đó, khỏi che vào đâu hết. Đây, cái này dài là 1m8, tải mồi từ 4 đến 14 gram. Đó, độ cứng tương đương với tầm khoảng ML nha anh em. Đó, test độ cong cho anh em luôn. Về đánh cảm giác là khỏi chay, hết nước chấm. Thì cái này nặng là 100g, dài 1m8, đọt 1.4 ly. Rồi, giá công khai cái số 15, giá là 700 nha anh em, 700 cộng ship cái số 15. Tiếp theo cái số 16. Cái số 16 lên trong người một cây cần của Daiwa. Đây mọi người. Một cây cần Daiwa, đó. Thì dạng đã qua là carbon sẵn nè, đó. Bát là bát ta bằng cán gỗ. Bát bằng như này, bát gốc bằng. Đây, quay kỹ cho anh em thấy không? Đó. Carbon nha anh em, carbon sẵn nha. Fan là fan Fuji, bát là bát Daiwa. Đây, đó. Thì cái này dài 1m6, độ cứng L. Độ cứng này về anh em câu cảm giác. Anh em thông số mã có đầy đủ, hàng Thái Lan xuất Nhật anh em. Cái này độ mới ra tầm khoảng 93%, còn các là tươi nha anh em. Đó, test độ cong cho anh em luôn. Thì cái này nặng là 90g, đọt là 1 ly 8. 90g, dài là 1m8, đọt ly 8. Tải mồi từ 1.75g đến 10.5g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Đó. Rồi, cây số 15, giá là 650k cộng ship nha anh em. 650k cộng ship. Quá bèo, một cây hàng thương hiệu Daiwa. Đó, về con tôm, hành cháp, con mè, đánh cảm giác khỏi chê. Tiếp theo cây số 16. Cây này là cây số 10. Để xem, cây này cây số 16 nha anh em. Cây số 16, cây Daiwa. Giá là 7, giá là 650k cộng ship. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 là một cây cần hàng cổ Korea xuất Nhật nha anh em, hàng Korea xuất Nhật, carbon là carbon sắn, sắn chìm, sắn 2-3 lớp luôn. Đó. Thương hiệu con thằng lằn, đó. Sama gì đó nè. Đây, sẵn găng guốc nha, fan là fan Fuji loại xám còn rất là đẹp mới nha mọi người. Đó. Rất là mới luôn. Bát là bát bằng. Đây, carbon sẵn đây, đó, dạng đang 2-3 lớp nè, đó, rất là đẹp luôn. Bô là bô Fuji luôn nha nè, bô Fuji. Thì cái này nặng là 110g, đọt là 1 ly 4, dài là 1m8. Độ cứng L, độ cứng L thì tải mồi mát tầm khoảng 10g nha nè, tầm khoảng 10-12g. Đó, về đánh cảm giác, cảm giác. Rồi, cây số 17 giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 bên cho người một cây cần Daiwa, hàng carbon sẵn, găng guốc. Đây, trong clip anh em có thấy nó sẵn nè, nó sẵn hết nước chấm luôn. Dạng Daiwa là dạng Daiwa của Thái Lan xuất Nhật anh em, hàng Thái Lan xuất Nhật, hàng Thái Lan sản xuất được khỏi chai. Cái này dài 1m8, độ cứng ML. Độ cứng ML, tem xuất đây. Đó, bát fan Fuji, bát hãng Daiwa. Carbon sẵn nha nè, rất là ok, rất là đẹp luôn. Đó. Dạng sẵn như hai da vậy nè, 2-3 lớp đang trồng. Sẵn gần gốc nha, bát là bát hãng. Thì cái này về anh em lua lóc rất là ok nè, lua lóc lua màu giả, tẹt đọt luôn. Thì cái này nặng là 92g, dài 1m8, tải mồi từ 3.5g đến 14g, tải dây từ 4 đến 12 lb anh em. Đó. Rồi, cây số 18 giá là 700 nha anh em, 700 cộng ship. Dạ, đọt là 1 ly 5. Đòn khá đẹp nha anh em, đó, Fuji khá đẹp. Tiếp theo là cây số 19. Thì cây số 19 là một cây cần khá là nhiều anh em săn, dạng cứng UL. Đó, dạng này anh em về câu tôm, câu cá bóng đục, câu hành cháp, lô suối rất là ok nha anh em. Đó, dạng Daiwa Chion. Đây, làm dạng Daiwa G4. Đó. Cứng UL, dài là 1m68. Cứng UL dài 1m68, hàng Thái Lan xuất Nhật luôn. Đó.
mã có đầy đủ tem đầy đủ nha anh em. Đây vẫn là giống như cây số 18 thôi, dạng sắn găng guốc đây đó. Sắn là hết nước chấm luôn á. Cây này còn khá là đẹp nha anh em, miếng bao ni lông nó còn bao đây nè, đó ở đây cũng còn luôn. Dạ ngu là này về lua cá suối nè, lua phi, câu hanh, tráp, tôm, đa măng, nó rất là cảm giác carbon sắn nha mọi người. Hàng đại qua thì cái này nặng là 84 gram, đọt là một ly, dài là 1m68, tải mồi từ 0.87 gram đến 3.5 gram để em đo thông số đọt. Cái này đọt nó 1 ly 3 anh em, đọt nó 1 ly 3. Rồi giá công khai cây số 19 giá là 700 cộng ship nha, 700 cộng ship một cây găng UL rất là ok nha. Rất là mới luôn. Tiếp theo cây số 20. Cây 20 em ra cho mọi người là một cây hàng khá là nổi tiếng, một hàng đai qua, hàng của đai qua Phantom. Đây. Đó. Cây này không gài bán nhiều đây, lên anh em thấy là dứt liền. Dạng carbon sắn rất là đẹp nha anh em. Bát cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bát ở đây, đó, soi bát trước cho anh em xem nha. Đó. Bán cực kỳ đẹp nha, cán gỗ cán bằng. Đây. Carbon sắn của dòng đai qua Phantom thì khỏi nói. Đó. Fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji, bát là bát đai qua. Hàng này hàng của Korea xuất nhập nha mọi người, hàng Korea xuất nhập. Thì cái này dài là 1 m, dài 1m8, tải màu từ 3 đến 14 gam. Tải dây từ 4 đến 10 đến 8 lb nè. Đó, carbon sắn. Hàng khá đẹp nha anh em, khá đẹp luôn. Đó. Dạ anh em về câu cá nhỏ nhỏ, lô phi, lô suối, mấy cái này rất là ok nè. Đó, câu tôm, câu hành chắp, đây qua phòng tục. Đó. Rất là đẹp, bao đẹp. Thì cái này nặng là 80 gram, đọt 1 ly 4, dài là 1m8, tải mồi từ 3 đến 14 gram, tải dây từ 4 đến 8 lb. Rồi cây số 20 giá công khai là 750k cộng ship nha nè, 750k cộng ship, độ cứng là mở, độ cứng lần lần. Tiếp theo cây 21. Cây 21 vẫn là một cây cần đại qua phong tâm, nhưng mà cây này là cứng UL anh em, cứng UL, dạng cứng khá chuẩn cho anh em đua cá suối, lô phi, đánh cảm giác. Đó, bát cực kỳ đẹp nha mọi người, bát cực kỳ đẹp luôn. Đây. Dạng carbon sắn nè, đó. Sẵn là hết nước chấm luôn nha này. Đó, dòng đai qua phong tâm nha, đai qua. Cây này cũng của Korea xuất nhập. Đó. Cặp bông sắn là khỏi chơi. Đó, hết bài vậy. Dài là 1m, dài là 1m68, nặng là 72 gram, đọt 1 ly 4, tải mồi từ 1 đến 7 gram, tải dây từ 2 đến 4 lb. Giá công khai cây 21 vẫn là 750k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 22. Cây số 22 em lên cho mọi người là một cây hàng wheel. Đó. Carbon sắn anh em, carbon sắn, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đó, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Đó. Bộ Fuji nha anh em, bộ Fuji, fan Fuji. Hàng wheel này hàng của China xuất nhập anh em, hàng của China xuất nhập. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ngăn lờ, dài 2m1, độ cứng ngăn lờ. Đây, đó, khá đẹp nha anh em. Carbon nha. Bát Fuji thì cây này về anh em dạng đánh cảm giác câu chép thôi nha mọi người, đánh cảm giác câu chép anh thôi, anh em đánh lóc mà màu giả cũng rất là ok nha. Thì cái này nặng là 114 gram, đọt là 1 ly 7, đọt là 1 ly 7, dài hết mốt. Rồi giá công khai cây số 22 giá là 600 cộng ship anh em, 600 cộng ship cây 22. Tiếp theo cây 23. Cây 23 là một cây cần Tsuzumi Top Shop. Thì dạng này có định vị nha mọi người. Đó. Fan là fan Fuji. Đó, fan Fuji loại xám. Fan đề 3 là 40 nha em. Fan đề 3 40. Đánh dây khá là xa. Đó, fan rất là to, đánh dây xa nha mọi người. Đó, dạng này về anh em lua lóc, lua mờ thiệt nha mọi người. Lóc mờ thiệt nhé. Nhé hơi thoải mái nha. Test độ cong cho anh em luôn. Thì ngoại hình nó còn rất là ok anh em. Đó, ngoại hình còn rất là ok, không lỗi lầm gì hết. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, dài 2m1, tải mồi từ 7 đến 21 gam, tải dây từ 8 đến 20 lb.
Đó, dạng bánh lốc thoải mái. Thì cái này nặng là 155 g, đọt là 1 ly 9. Rồi cây số 23, giá công khai là 750k cộng ship nha, 750k cộng ship cây số 23. Tiếp theo cây số 24. Cây 24 em lên cho mọi người là một cây cần của Korea. Cái này của Korea chắc luôn. Đó. Cây này Ocean Side nha nè, Ocean Side. Đó. Cây này cũng chiều dài là 2 m, điểm đó xem. 71 thì cái này chiều dài là 2m4 nha anh em, chiều dài là 2m4. Được cái là cái này sâu bộ phen xít nha anh em. Đó, bộ phen xít chân cao. Đó, bộ phen này khá là đắt nha mọi người. Đó. Có thể là một phen nó ra tầm khoảng 50k cũng có. Đó, bu là bu xít luôn. Đó. Đây, phen xít đây. Đó. Phen cực kỳ mới nè, đây, chỗ này keo á nó bị chốc keo nè, đó. Chắc do phơi nắng mà chả biết do nhiệt độ nó thay đổi á, nó bị rạn nứt nè. Đó. Bát là bát Fuji, tem hoàn đầy đủ nha mọi người, phen là phen xít. Phen cực kỳ ok luôn nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 2m4, nặng là 160 g, đọt là 1 ly 6, tải mồi từ 5 đến 18 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Thì cây 24 này á, về anh em đánh chép đó, dạng đánh chép không hay đánh cảm giác rất là ok anh em. Phen nữa đây, phen Fuji Sit nha. Rồi cây 24 giá công khai là đâu mất tiêu giá rồi, cây 24 giá công khai là 900 cộng ship nè, 900 cộng ship có giá đây. Tiếp theo cây 25, cây 25 lên lên cho mọi người là một cây cần hàng của China xuất nhập, hàng của Thomas đây mọi người. Đó. À, bát là bát thẳng nhưng mà phen là phen Fuji nè, bát là bát thẳng, phen là phen Fuji. Đó. Thì cây này dài 2m, dài 2m88. Đây xước xác nè, họ xước xác. Đó, phen là phen Fuji nè, phen Fuji. Đó. Tông chữ Fuji rõ ràng, bu Fuji chống sắn đó. Cái bu này không gặn trăm ngàn. Cái này dài 2m88, nặng là 235 g, đọt là 2 ly 2 nha anh em, đọt 2 ly 2, đọt cứng M, anh em về đánh lóc đánh nhật nhé, thiệt câu lăng xe cha chép thoải mái nha. Rồi giá công khai cây số 25, giá là 700 cộng ship nha, 700 cộng ship cây số 25. Tiếp theo cây số 26, thì cây số 26 vẫn là một cây Thomas mà cây này đẹp hơn, đó đẹp hơn nha mọi người, sắc sảo hơn. Đó, bát là bát thẳng, phen là phen Fuji. Cây độ mới ra tầm khoảng 93% nè, 93% khá là mới luôn. Đó, phen là phen Fuji. Bát là bát thẳng. Bu là bu Fuji chống sắn. Thì dạng này về cho anh em câu lóc, câu lăn xe cha chép chê thoải mái, câu chim. Đó. Dài 2m88. Test tổ công cho anh em luôn nè. Đó. Dài 2m88, nặng là 220 g. Rồi, đọt 2 ly 2. Giá công khai cái số 26, giá là 800 cộng ship anh em, 800 cộng ship. Rồi, đó tổng cộng là 26 cái cần em lên cho hôm nay. Nếu em ưng cái nào chốt, để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.